Thưa quý vị, hiện nay giá gia cầm đang giảm mạnh tại nhiều địa phương. Thế nhưng tại trang trại gà của anh Bùi Quang Vụ ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa, anh vẫn sản xuất và bán gà với giá ổn định. Bí quyết của anh là chăn nuôi gà di, bán chăn thả, theo hướng an toàn sinh học và hạn chế dịch bệnh, cho gà ăn thức ăn tự phối trộn. Nhờ vậy mà thịt gà có chất lượng tốt, giá thành cũng cao hơn các loại gà khác từ 20.000 đến 30.000 đồng 1 kg. Với việc lựa chọn cho mình một hướng đi riêng, không chỉ giúp cho anh Vụ giải quyết bài toán về an toàn vệ sinh thực phẩm, mà còn chủ động được thị trường. Hãy cùng tới thăm trang trại của chàng thanh niên này ngay sau đây. Ngô, cám gạo, đầu cá khô, dầu ăn là những nguyên liệu được anh Bùi Quang Vụ sử dụng để tự phối trộn thức ăn làm cám viên cho gà. Không cần sử dụng cám công nghiệp. Việc phối trộn này sẽ giúp anh quản lý được thức ăn của gà bằng những nguyên liệu an toàn. Mình có thể làm được một cái thực phẩm nó khá là sạch. Vì cái nguồn nguyên liệu đầu vào để mình làm ra cái viên cám nhà mình tự làm ấy, thì là mình mua bằng những nguyên liệu ngô, rau và các thứ sẵn ở địa phương. Thì mình cái nguyên liệu đó thì nó khá là tốt. Vì là ở đây là bà con nông dân là ở mình là đất nông nghiệp cho nên trồng ngô cũng rất nhiều. Ngô thì cũng khá là dễ mua. Định kỳ một tuần một lần, rau xanh cùng các vitamin và khoáng chất được anh Vụ bổ sung vào thức ăn cho gà theo từng thời kỳ. Và đặc biệt, tỏi là kháng sinh tự nhiên không thể thiếu để anh Vụ phòng bệnh cho đàn gà. Tỏi nó trị một số bệnh rất là tốt như là thương hàn này, rồi là tụ huyết trùng ấy. Thì mình cũng thấy thời tiết mà nó bất ổn ấy, chẳng hạn như mưa nhiều các thứ thì mình cũng cho thêm nó vào để tăng cái sức đề kháng cho con gà. Việc sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên khiến đàn gà luôn khỏe mạnh, gia đình anh tiết kiệm được chi phí sản xuất khi không phải sử dụng thuốc kháng sinh. Hơn nữa, gà được vận động trong khu chăn thả của gia đình nên chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Mỗi lứa gà, anh Vụ đều xuất bán với giá ổn định từ 70.000 đồng đến 85.000 đồng 1 kg, mang về cho anh lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cái tổng gộp lãi qua 6 lứa nuôi, bình quân mỗi lứa được cỡ khoảng 45 triệu. Có lúc có lứa lãi được 70 triệu, có lứa lãi được 40 triệu, có lứa lãi được 25 triệu. Nói chung là tất cả đều rất thắng lợi. Không chỉ thành công với mô hình của mình, anh Vụ còn giúp thay đổi tập quán chăn nuôi của bà con trong vùng, chuyển dần từ cách chăn nuôi gà nhỏ lẻ, truyền thống, sang chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học với quy mô lớn. Từ đó hạn chế dịch bệnh, bảo vệ đàn gia cầm, cung cấp thịt gia cầm sạch và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.